Vâng, xin chào tất cả mọi người. Làm rất là hạnh được gửi tới tất cả mọi người màn đập hộp một lô máy mà Làm mới về được hơn 20 cây Classic AT&T. Đây, cái nhà mạng mà mình yêu thích nhất. Đây anh em nhìn nhá, sách vở, những cái giấy tờ của AT&T. Đây, information của AT&T. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, we hope you love. Đây là cái cây máy Classic. Đấy, làm sẽ để xuống một bên. Chúng ta hãy cùng xem bên dưới chúng ta có cái gì. Chúng ta có cây chọc SIM này. Đấy, bên dưới chúng ta lại tiếp tục có giấy tờ sách vở. Đấy, như mọi lần mà Lan đã từng đập hộp rồi, thì anh em có thể quan sát ở dưới chúng ta có sạc, có cáp. Đấy, còn cái tai phone thì tai phone chắc là đây Lan không mở ra đâu. Đấy, anh em có thể mua về mở ra. Nó tai phone giống khi 10 passport thôi. Đấy, hộp đóng gói rất đẹp của AT&T. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Cái màu của AT&T trắng cam. Đây là cái máy của chúng ta Classic, và cái cây máy mà Lam đã bán rất nhiều rồi, nhưng mà nó vẫn hot là bởi vì Classic là sự nâng cấp của Q10. Nhưng mà cái body của nó là nguyên khối và nó cầm nắm chắc chắn hơn, đầm tay hơn, nặng hơn. Đây về mặt sau, con máy rất mới luôn anh em nhé. Thì nó là máy new mà. Máy rất đẹp luôn, Classic, nó mang lại cho chúng ta một cái cảm giác cầm nắm cực kỳ chắc chắn và nghe gõ cũng rất là ngon lành. Đó, pin tốt hơn Q10. Tuyệt vời luôn. Đấy, anh em nhìn nhá, đây cái viền cực kỳ đẹp luôn. Thì cái cây máy này là cây máy mới nên là anh em chúng ta không có gì mà phải bàn về nó nữa. Nó là máy mới mà. Nếu anh em nào cần một cái máy chất mà nghe gọi to rõ ngon lành cành đào mà là máy mới thì anh em có thể liên hệ Lam. Đó, cái máy rất đẹp luôn, Lam vừa mới về hơn 20 cây. Đó, brand new full box AT&T của Mỹ. Đó, máy Lam bán ra đối với những máy mới là bảo hành 1 năm và tặng cho anh em bao da xịn anh em nhé, tặng dán màn luôn, bảo hành 1 năm. Đó, còn máy rất đẹp. Ok, rất hạnh phục vụ tất cả quý anh em. Xin cảm ơn.